Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa, bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 2024. Chào bà con cô bác của kênh Mai Ba Mi. Chú từng đứng hai căn ra cái để cho bà con cô bác thấy đã. Dòng xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Hiện tại là đội truyền thông vẫn đội hình như cũ bà con cô bác, nhưng bổ sung thêm chú Lộc, chú Năm Lợi và chú Văn. Đó. Đội truyền thông này là có kinh nghiệm ở địa hình ở đây cho nên nhiều hướng dẫn tụi con thêm ha. Dạ. 20 giờ chủ nhật 18 tháng 8. Ngôi Sao Miệt Vườn. Tập 1 phát sóng đầu tiên vào lúc 18 giờ. Đã quên 20 giờ ngày 18 tháng 8 chủ nhật tuần này. Thấy thương chú Năm quá. Chú Năm hôm nay là U90 rồi đó bà con cô bác. Mà lúc nãy kêu đi chờ là chú Năm cũng đi luôn. Ủa có ai đi chờ ông chú? Không có, xin lỗi gọi chú là hơi sai. Là phải mát ông rồi đó. Trẻ, rất là trẻ, U90 là năm nay là bác là 83 đúng không bác? Hồi chưa bác nói 83. Trẻ quá trời. Đông đông người, rồi đi. Dạ, đi Bác ơi, bác ơi, bác ơi, hôm nay là đội truyền thông vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 8. Bà con bất ngờ, bà con chưa biết gì. Dạ đúng rồi, đúng rồi chị. Em thông minh lắm luôn. Em phỏng vấn chị xíu được không? Cảm ơn chị. 20 giờ là đúng rồi, phát sóng luôn đó luôn. Có tôi là Nguyễn Lộc Tạc Tạ Thị Tư, qua thổ mùa xuân nha. Này là bò non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm của chúng ta đó. Ông đi kia cái này ông gãi là cả cái số thằng ông rồi bằng 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 như vậy, ông đi quảng cáo luôn cho bà con biết là khu vực là phát sóng lên.
có xuống dừa không? Rồi bên có sao mà hội quán có sao mà vừa xuống dừa đó. Mình đang viết chương trình. Thí sinh tập 1 của sao miệt vườn anh Dừa. Chính lập không? Cắt chính lập. Cắt chính lập. Rồi. Nè, cô thấy không? Coi rồi đó. Chương trình lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần. Từ ngày 18 tháng 8, 24 trở lên. Được á, nó tập sâu mình để có thí sinh tự đi chuyên môn. Tại vì thí sinh khi trong tập cho nên là họ rất là máu lửa với lại cái tập của mình. Bỏ tay áo rồi xuống làng hoàng có làm nhìn vô lên vậy nè quay phim rồi sao không vô rồi chờ rồi thấy không trên tay này chị đi mua đi mua ơi mua đi mày mua gì mua đồ ăn á xong mình dừng lại mình ấy luôn để sẵn mình mua luôn đi Ngân. Ừ. Mua đồ tối về mình lấy luôn. Mua gì mua đi. Không rồi nè. Bọt giải. Cha tài thứ tư nha. Anh qua khỏi mùa xuân đó. Có dễ bảo cháu. Đúng rồi thứ tư luôn. Đúng rồi thứ tư luôn. Dạ. Cháu Thanh Ngọc Huyền Minh Nhí. Hàng cái lương. Cái đoàn cá thảo. Dạ có luôn. À, cao ở trên kênh trên YouTube vườn tập 1. 35.000. Ngôi sao miệt vườn tập 1. 35.000. Rồi thưởng tiền, thưởng giải thưởng tiền. Rồi bữa nay đem quà xuống cho thăm tôi là. Xuống sáng tôi xuống nhà tôi sáng rồi. Tôi thành nhật nha. Tôi ca này thứ tư nha, nó cô chị. Tôi là Nguyễn Ngọc, ca này tôi đọc giải. Tâm tôi tập trung vừa xuống thăm tôi à. Rồi đi quảng bá luôn. Rồi mình đi lên đi. Rồi bây giờ mình hết cho chú. Hết rồi con. Thế thôi đi lên đi. Bây giờ mình đi rồi, lên. Đi rồi, mình... thôi lên. Mình giới thiệu xong rồi mình mua đồ về tới... Bữa đó tôi ở nhà còn đồ ăn, ở nhà còn thịt kho, đồ với cơm. Cơm mình mua để giờ mình làm... Ở nhà có đồ nước, có dĩ nước đâu ngại. Không cần cho chú đi nói thôi. Kính thưa bà con, cô bác, đây là chương trình mà quảng bá của hội quán Hồ Văn Bơ Vừa Xuân Vừa phát sóng lúc 20 giờ chủ nhật ngày hàng tuần. Tập 1 mùa 3 của hội quán Hồ Văn Bơ Vừa năm 24 nha. Mời quý vị con cùng coi, cùng xem. Ba mà tư ba mà ba mình cũng chơi nhau. Rồi đó tôi rồi. Vậy đó xin thưa quý vị ơi, bà con cô bác. Đây là chương trình phát sóng của Ngôi Sao Miệt Vườn Xuân Vừa. Mùa 3 năm 2024. Phát sóng lúc 20 giờ ngày 18 tháng 8. Phát luôn hàng tuần. Xin được hàng tuần nha. Không bà con cô bác đóng coi cuộc chưa hết đúng cuộc chưa hết đúng mà không tốn phí rồi đó rồi sang năm bà có ai mà muốn dự thi ra tôi gặp tôi cho dự thi liền ra tôi cắt tin tôi thi dự thi tôi dạy ban giám khảo luôn nè cuộc chưa hết đúng không tốn phí hơn vừa nha ngôi sao miệt vườn xuân vừa cuộc chưa hết đúng không tốn phí phát sóng lúc 20 giờ rồi chủ nhật hàng tuần cuộc thi năm 2024 đây là ban giám khảo Minh Lý Châu Thanh là ngọc kia bạn theo phương khán giả giữ là phương vừa vừa giám khảo vừa MC luôn kính thưa quý vị, bà có tại cô bác bà con mình xem và đồng tố xem và ngày qua năm có ai muốn thi và ra rồi gặp tôi là Chính Lộc đăng ký tôi dẫn đi thi. Được không chú? Rồi. Rồi bà con mình nghe hết chưa? Thôi chúc bà con mạnh khỏe nhớ, khỏe vui vẻ. Sang năm sang cuộc chơi này cuộc chơi thế không tốn phí. Rồi. Tính là lúc bà con mua bán mua vài tấm đất
mình không, mình mua đồ rồi. Rồi là có được rồi đó rồi. Phải phải hỏi được rồi rồi rồi. Đi chứ. Để nó nấu rồi mua một cái con. Dạ dạ mua ít thôi. Ủa gì mình có mời bà con làm tóc không? Miễn phí không ạ? Nhuộm tóc bạc miễn phí. Dạ nhuộm cái đen luôn luôn. Chú nhìn làm được không? Thầy làm cho thầy. Miễn phí. Làm cái đen luôn. Nhuộm miễn phí cho chú luôn. Chắc rồi thôi. Đây cũng giới thiệu thôi, còn ai muốn nhuộm thì nhiều cân mặt nhuộm tóc bạc hay ông xui. Quý vị ơi, ai tóc bạc? Kể nam động nữ luôn. Nhuộm miễn phí vô. Không tốn phí. Cuộc chơi này cũng hết ý luôn đó. Cái thịt đi cuộc chơi cũng vừa nãy luôn. Mà xin lỗi quý vị, xin giới thiệu cái này là sản phẩm cũng vừa luôn quý vị ơi. Cũng vừa là có người tính trên mà chị Nam đó. Mà ngay cả cũng thế giới luôn, biết luôn. Đó là sản phẩm cũng vừa là quảng cáo không? Đây cơm rồi mực không? Cà tùa không? Thịt tùa với thịt heo á, thịt ba chỉ á, mua thịt ba chỉ nướng để nó cũng mời nó lẩu cái đó lấy à cái tùa luôn phải không? Ở đây mình kêu là chợ gì? Chợ vòng vòng, nãy cũng có nói chợ vòng vòng, xã Bình Kinh, chợ chợ dạo. Chợ vòng vòng, chợ vàng. Chợ đi công thù. Nghe chú nói chuyện chợ vòng vòng. Sao nướng khô không kìa? Hả? Nướng khô không kìa? Nướng khô nướng lên là mực bẩn bẩn. Quý bà con cô bác nào có dụng tóc đen thì tóc không? Miễn phí không? Cái sản phẩm của vườn coi này mốt mua nha. Sản phẩm của vườn sản xuất mốt mua rồi mốt mua lại quý vị ơi. Nha. Được không? Ủa mạc. Hai ông xui dai rồi. Trắng đẹp luôn. Bán để lại nguyên một chai. Cái này mà miễn phí không? Bán chai đó rồi mốt mua sao? Tính là nguyên chai. Cái này là dạ cái này 320 một chai. Mà bên trong là nhổ miễn phí. Nó có cái luộc mà mình bóp ra mình nhổm được cả chục lần hết. Nói nhớ là muốn mua chứ giờ ở đây tôi bắt bao thì vậy sao mua được. Nói tôi nhớ rồi bà con tôi nhớ muốn mua. Dạ. Rồi gắn ta chừng về chưa lắm chừng ta lắm chừng bù không mua được. Thì cũng có thông cảm. Dạ đúng rồi giờ ở ngoài. Rồi ta cũng không có cởi ra đầu ra tóc chứ nấu ra xăng ra người ta được nữa. Khổ lửa đó ta băng như vậy thôi. Phải vừa ở nhà chú rồi mà sáng là được. Dạ. Chú ở đây chú. Mình vui leo luôn, nhà còn nhiều lắm con. Vui tới tôi vui leo sắp còn nhà đừng vui sống nha. Đồ với cháu là còn quá trời nhiều lắm. Thế lên em chạy cho không có tiền lẻ. Cái đó 150 ký. Sao lấy nhiều tôm vậy? Tại sợ thôi chị, tôi mua sạch tế sợ lắm. Mà chấm với cái gì? Chấm với cái gì? Nè, qua đây mua nè. Đi ốm xong. Mua sạch tế. Đi bột luôn đi. Mua sạch tế. Đi bột luôn đi. Nhân. Nhân. Cái gì á? Đâu nằm. À, đâu nằm.
đi mua thịt ba chỉ. Gia phủ bạc hai ông xuôi, giúp cho bà con có mái tóc đen mượt, ống mịn dễ thương. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến. Cảm ơn nha. Nhưng mà anh biết cái bà đó mất năm ngày mới ra biệt vườn á, bán tối ngày anh đó. Tối chủ nhật tới chị. 8 giờ tối chủ nhật. Ủa, tối ngày. Hay đó. Rồi tối ngày có thôi đâu. Nhưng mà tối chủ nhật này thôi em nói rồi đó. Ở đâu nữa? Bốt nữa hả? Ở đâu nữa? Cảm ơn anh nhiều. Ở trên kênh YouTube Thương Dừa. Thương Dừa. Dạ. Có Châu Thanh, Ngọc Huyền, Minh Nhí. Dạ. 6 lên 5 năm nha. Dạ. Ở cái đó nhượng cái này là nhượng phủ bạc đó. Con muốn đi uống hôm nay từ đây miễn phí. Từ con nhượng miễn phí cho con. Nhượng miễn phí luôn. Cái này đâu có vợ. Có vợ cái nón này con coi coi, có vợ cái nón con coi đi. Đó cô có bạc nè. Đó. Sát chục vậy. Có nhượng không? Chị tìm gì đó không? Có nhượng không? Tôi có nhượng miễn phí cho. Đấy con nào bố em. Dạ nè cô vừa phủ bạc. Dạ. Không bị ngứa, không bị gì hết trơn nè. 100% là truyền thống không? Dạ cô ăn vừa. Phủ bạc ham xui. Dạ. Cô uống xà bông. Cái nào chị? Xà nó thử xà bông hả? Dạ. Cô Châu cầm một cô thử xà bông rồi con bé hát cô chúng uống hộ xà bông. Chắc phải làm xà bông đấy bé. Có nha. Vài bữa nó có xà bông mà. Sao rồi em bán được? Ủa em giới thiệu được cái gì rồi? Bà tuột cái tôm. Tại vì á mình chọn chợ mình đi là nó cũng hơi xa chút xíu, là bà con cô bác đang ngoài chợ bộn bề thì ít ai mà rủ cái đầu ra nhuộm liền được đó. Cái này mình nói lẽ là quay mà bạn truyền thông phải lúc chợ đông, nhưng mà đi nhuộm tóc thì phải lúc chợ bão, lúc chợ buổi trưa á, bà con cô bác nghỉ trưa á, người ta mới nhuộm được, tại giờ đang đông đúc bán hàng người ta đâu có nhuộm. Kìa có bà đang ngồi chờ lại nhuộm liền cho bà. Chờ nhuộm liền. Dạ, dạ, nhuộm luôn. Dạ. Hỏi đang mì nóng đây, đang mì nóng đây, bên phía công trang đây. Rồi chú mình đi, mình đang mì nóng đây, bên phía công trang đây. Mình đang mì nóng đây, bên phía công trang đây. Không, mình cứ đi ngoài đó. Ở đây là truyền thông hơn là bà con chú hết rồi đó. Ở đây là về là bà con chú tới lượt nuôi ba vòng. Cùng đón xem chương trình. Xin thưa quý bà cô bác, chương trình phát sóng của Mùa Sa Mùa Vườn Hội Quán Nguyên Nhân bây giờ mùa 3 năm 24 để phát sóng lúc 20 giờ ngày chủ nhật tuần này. Quý vị cô bác ơi, bài cứng bà cô bác đón xem và tiếp liên tục chủ nhật hàng tuần luôn kể từ ngày chủ nhật tuần này để phát sóng lúc 20 giờ ngày 18 tháng 8 á, chủ nhật tuần này đó và hàng tuần luôn tiếp luôn nha quý vị. Đón coi xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 trên kênh Thương Dừa Channel. Thành, Ngôi Sao Miệt Vườn. Mình coi mình xem đi là không có thứ gì coi rồi sang năm có ai mà đăng ký thì ra tôi. Ra thành được gặp chính học tôi nè. Tôi giới thiệu tôi đi thi Ngôi Sao Miệt Vườn.
À, vừa rồi là tôi thi tập 1 đó, tôi đọc giải, tôi thi bài thứ 4. Tôi hát cái bản Qua Khỏi Mùa Xuân sáng tác của nhạc Bảo Trấn đó. Thì chị Bảo Trấn đó nghe không? Hôm nay là thi vừa xuống vừa xong. Nguyên ban biên tập vừa xuống tâm tôi mà vừa đi quảng bá cái ngôi sao Mùa Xuân của mình luôn đó nha. Và đồng thời quảng bá mà thuốc nhuộm tóc màu đen. Màu đen có gì? Đó, giờ này mốt mua không? Đó, hiểu là phủ bạc hai ông xuôi. Đó, trắng thành đen của sản phẩm của con vừa luôn. Kẹo mấy chú lên đây. Có vậy không nói mua ai mà thất bản thì mua nhượng lại trẻ lại được 10, trẻ là tầm 10 tuổi có đó. Rất mong cầu mong cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Mùa Xuân sẽ bắt sóng vào chủ nhật tuần này lúc 20 giờ ngày 18 tháng 8 đó nhung, và phát hàng tuần luôn. Thuốc thọ hả? Thuốc lộn thọ ở nhà rồi. Ý, thuốc chứ thọ ở nhà còn đọc đây. Vậy hả? Vậy là thuốc không? Không. Dạ. 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 Nhị gáo nữa mà nhất. Cảm ơn bà con. Nhị gáo, nhị gáo nó còn nhiều hơn gì vậy? Xin cảm ơn bà con rất nhiều nhau. Dạ. Hẹn gặp lại bà con khi khác. Rồi. Dạ. Thành thật cảm ơn. Hẹn gặp bà con cô bác ở. Cảm ơn cô bác ơi. Truyền thông sau nha. Cảm ơn cái gì. Giới thiệu luôn đây là Sâu Thanh, đây là Phóng Viên, đây là Minh Dưới, ban giám khảo. Còn đây thưởng là giám khảo là Khương Dừa, vừa làm Khương Dừa, vừa làm giám khảo vừa làm chi luôn. Ok là hết ý nhưng mà không tốn phí nha. Không có một cắt nữa còn lên trển luôn. Khương Dừa còn cho tôi ăn uống, ăn nhậu nữa chứ lộn. Trời ơi, đó. Ăn cơm sườn rồi không á. Xin chào. Bye bye các bác ơi. Chào, xin chào. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Cảm ơn. Cảm ơn. Cái kẹp này nó cộng phun gì cũng được. Rồi, cảm ơn. Chia lớp lại nhanh. Đều cái tóc cũng dài lắm. Đó, chú lọc xong là giờ tới cô thấy chồng trẻ vợ đâu chịu được. Không gì được, không cam tâm. Sao đưa cái chai. Chú lọc lấy xe chạy ngoài đường hả cô? Ông trẻ rồi ông tham gia câu lạc bộ đồ tôi cũng phải đi chợ tôi mới đẹp chứ. Trời ơi, đâu mà hai vợ chồng vậy chở tôi đi nha. Hai vợ chồng bữa nay có đầu tóc mới luôn, ngon lành trời. Ý là giờ chưa, bữa giờ là mình chưa có nhượng cho ai mà tóc dài luôn á. Đúng không chú Lộc, là giờ chạy ra lấy thùng bia để khoe đầu chút, cô chạy ra lấy cô đá để thương nhá. Ngày mai đi chạy chuyên nghiệp rồi. Tại nhiên ngày mai đi chợ thấy cô vuốt tóc hoài luôn bộ. Xõa tóc đi chợ. Xõa tóc nóng nhưng mà xõa tóc vẫn xõa tóc. Không mà có thấy bóng lắm á cô. Mượt lắm chứ không có khô nha. Dạ. Nếu mà tóc cô năm nay bao nhiêu rồi cô? Nhỏ hơn ông 6 tuổi hả? Nhỏ hơn 6 tuổi hả? Vậy là 60 hả cô? Đấy là như giấy rồi. Cô chú nhà đây là mình xây bao lâu rồi cô? Hả? Nhà này là bao nhiêu xây năm? Xây lâu rồi. Mấy chục năm cô? À. Thời ông bà ông cô? Thời bán cà lem. Ừ. Rồi đây nè, đó. Chú ra đây đi. Cái điện thoại nó coi cái gì? Mà ai gọi đây? Đây, bắt làm cho cô có điện thoại. Ừ. Cái này là cái gì? Điện thoại kêu. Ô, đó chú quay sao luôn nè, đen luôn nhau con quát, đó không chưa là còn tóc bạc, thấy trẻ liền ha, thấy trẻ liền, à, để muốn có làm sản phẩm xóa nếp nhăn nữa, con già rồi, tuổi này vậy là quá đẹp rồi đó, quá đẹp rồi đó, tôi 9 tuổi á, 66 rồi, là quay tết 67 rồi, dạ, giờ tới chơi nè, giờ tới tết cục vàng của chú Lộc. Vàng hồi chú Lộc vàng hết hồn liền chứ. Cục vàng của Lộc, trời đất ơi, mà dưỡng tóc mà làm gì, bị đâu cục vàng chú Lộc. Ở dưới
cô chắc cái này chắc cô không bao giờ cô nhượng quá. Có. Có hả cô? Nhượng mấy lần rồi. Vậy đó hả? Vậy mà chắc lâu lắm rồi không nhượng phải không? Ừ, à, lâu rồi không có nhượng. Sau có màu nâu nữa, phụ nữ thì chắc màu nâu ok hơn. Nhưng mà thường á nha, nếu không mà nhuộm mà màu đen á mà hay sao ra màu nâu. Xong nó sẽ ra nâu đen rồi nó sẽ phai phai đi á. Nó sẽ phai vàng đi á. Đúng rồi, cái này cô hồi đó cô có nhuộm là cái đuôi nó hơi vàng vàng nữa. Nhiều lắm. Nếu cộng mà vàng vàng ra vàng vậy là có nhuộm. Nhịp dữ ta. Ừ, ngân nhuộm ok nè, chuyên nghiệp gì chứ. Không, tóc nữ là phải vậy. Tóc nữ. Mình đi ở ngoài tiệm người ta nhuộm sau thì mình coi mình học lén. Rồi chú Lộc về. Trời ơi. Trời ơi. Tưởng thanh niên nào vô không ấy chú Đạt ơi. Đây đây đây. Dạ. Dạ được, dạ được. Rồi đổi nón bình thường chú. Gọi xong là nó không có bay màu. Nó đúng rồi, nãy chảy tàu kiểu mà. Xoay ra phía sáng xíu, con ngồi xoay ra đây xíu con. Đây cô đứng không cô đứng dậy đi, con chỉnh cái ghế cho cô. Đây quay lưng ra ngoài sân xíu, sáng. Dạ. Tối quá. Đó. Đây là kiểu quay bên bên này sao này. Để bà con thấy cái. Đa phần. Cô chú nhà giờ là chăm vườn bưởi thôi đó hả cô? À, công việc chính của mình ha cô. À. Cô có chồng có ấy thêm ruộng vườn gì đâu cô? Không, vườn cũng là vườn đó, lên hai ao nuôi cá. À, nuôi cá nuôi nào trước với ao sau. Nuôi đó là nuôi chơi thì mình có nuôi bán. Nuôi bán không cô? À. Trời ơi. Cá gì cô? Có phi có rô nữa. Rô phi. Rồi. Ủa là cái là cái ao ở ngoài đường. Cái ao đó với ao sao thì có cái ao. Trời ơi, đã vậy. Cái này nó phản đúng không? Trời ơi. Chữ đâu? Hả? Chữ đâu? Chữ gì thấy hả? Thấy. Ấy nhỏ thấy. Quá. Thấy thông tin này nè. Ừ, là không, cái này do phải thiết kế rồi. Nhưng mà nhỏ phải thiết kế đó. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần từ ngày 18/8/2024 trên YouTube và fanpage Khương Dừa Channel. Nói sân trường bộ 3 với sự trở lại của bộ 3 ban giám khảo là danh ca Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí và nhà tài trợ chính thì Kim Khiết trang sức Trương Cương Anadental dùng mỹ phẩm 4D máy lọc nước y ông kèm Ecota 9 Geyser Ecota 9 dạ Ecota 9 anh cao quá em lùn anh đưa cái cao em thấp xuống. Ừ anh lùn anh cao quá. Em vừa phải thằng em có cái cây á nãy giờ vừa nè. Xong có cây đó là cái cây dữ rồi đó hả? Ừ, cái cây nó mới căng ra được. Xong, vậy nha. À, cầm vậy. Anh chưa nghe rõ là lại ok rồi đó. Được rồi. Cầm mỏi rồi đúng không? Em cầm đây. Dạ con cô bác nhớ đón xe mua sao miệt vườn mùa 3 nha. Là chủ nhật tuần này là có ông xã biểu diễn đó cô. Lên sóng đó cô. Ông xã là sẽ khuấy động sân khấu. Dạ. Cô nhớ lên kênh của Khương Dừa Channel để cô coi nha cô. Mình chưa đi được đông lắm á, mấy chục người luôn á. Mà đâu nay được chưa, có chín rồi chứ không ai được đâu. Đi chưa, thấy ghê chưa, vậy là đông lắm á cô. Chứ chín là đậu thôi chứ còn này về đó à. Về đó hả? Ừ. Về trên luôn mấy chục người luôn đông lắm. Với gọn tay đông lắm á, có chín này vô thôi chứ. Mấy ngàn người lần đó bác. Dạ, không có như đại công trên kia mà không có như đại công á. Lúc mà đi casting là đi nguyên một đoàn lên luôn. Chú lộng kính luôn kìa là hiểu rồi. Trời ơi, thế là có sự trân trọng của chú dành cho chương trình. Chính là kính chúc chị Kiều nhớ với chị Kiều nhớ nha.
chú chính là không cách tin. Chú Năm. Chú Lộc á. Chú Năm Lộc. Chú Năm Lộc là không lên cách tin chú. Không lên cách tin mà bữa đó là chú Năm Lộc lên hát vô lưu à, thì gặp cái con là MC với chị Kiều bữa đó. Đúng rồi. Hát vô lưu chú. Chị Ngân. Chị Ngân kêu em test nè. Em test giọng, em nghe giọng của chú xong cái em ghiền. Em đâu dám cho chị Ngân nghe. Em giấu chú luôn, một hồi với chú lên ca cái chị Ngân hết hồn luôn. Sau một hồi cái chị Kiều đi vô, chị Kiều thấy chấn động. Chị Kiều quay phim lên liền, gửi trên khuôn liền là giọng ca độc lạ. Dễ gì bỏ qua được. Rồi cái đẩy thẳng vô lên thi coi sao được vườn luôn. Đây là chị không có độc lạ. Được rồi. Đúng rồi. Độc lạ đó. Được ha. Ơi chị Kiều có tóc bạc. Không có đồ nghề nó lọc tọc. Đúng rồi đó, rồi lấy một bên thôi rồi ok vậy thôi được mở rồi. Từng lượt. Đúng rồi, vậy thôi được rồi. Rồi làm tiếp đi. Cho anh mượn cái lượt coi. Cô nói trên đời cô thấy một cái đội dưỡng tóc quá trời là quá trời hay ba thợ hiện ba thợ rồi đứng còn hỏi chuyện tiếp chuyện cô nữa. Ê, chắc sau này cái mình đi nhuộm dạo đi nhuộm dạo kiếm tiền hồi thu cô 100,000 không có cái nước không. Tóc cô đảo ha. Tóc mình không bằng góc cô á. Cô tưởng này mà cô tóc vậy là hồi đó tóc dày dữ lắm luôn. Đúng rồi, hồi trẻ là cô tóc đẹp dữ lắm nè. Chú mê mấy tóc của cô đúng không? Về đâu mấy tóc người thương đúng không? Nhớ nè. Tại hôm bữa một mình anh Phương mà anh một mình anh nhuộm cho ông nội bà nội không? Nội ông ngoại Nếu mà mình tự nhuộm thì mình cúi xuống. Nhưng mà quan trọng là nó là cái chân á, mình không có thấy cái chân mình, cái chân tóc. Quan trọng là nhuộm cái cảm giác. Cái chân tóc chứ không phải chân mình nha. Hồi đó em cũng hay mua thuốc nhuộm về em tự chân. Chải ở đây xuống là cuốn xuống. Cảm giác á. Vậy mà cũng nhuộm được hết cái đầu. Cái này dễ hơn nữa, cái này nó thơm hơn. Nhuộm mấy chân đó. Cô đang được quán quân của mùa 2 ngôi sao miệt vườn nhuộm á. Lát 200. 200. 280. Quá trời là thí sinh quán quân của mùa 2 đi thăm mùa 3. Rồi, chỉ có trong ngôi sao miệt vườn mới có cảnh này. Chỉ có cảnh này thôi. Mà nhuộm tóc cho thí sinh mùa vợ thí sinh mùa 3 nữa. Nhuộm tóc sắc đẹp cho thí sinh. Nhuộm tóc cho vợ thí sinh, bạn thí sinh. Cho vợ thí sinh, cho bạn thí sinh. Cho bạn thí sinh. Còn người bạn này của thí sinh không chịu nhuộm. Bạn này không chịu nhuộm, bạn này ngồi dòm ta nhuộm. Bạn này sợ bị trẻ. Sợ bị trẻ. Tại không đúng với lứa tuổi 80 của mình. Đúng, phải cho có sự khác biệt với hai bạn kia. Cho nên là sợ là bằng như, phải lứa. Ý là ba người bạn đi chơi với gặp hai anh kia. Ủa anh? Dạ con chào bác. Chú trẻ chứ mà. Dạ. Không giờ mà bác ông mà nhuộm lên cái là trẻ liền không? 80 tuổi. 84 nha. Bây giờ bác đổi ý không? Giờ con cho bác suy nghĩ giờ tới không, chiều. Không có. Còn hát cũng đổi ý là bác 83 tuổi rồi, 82 nè. Trời ơi, bác quá khỏe. U90 đó, thường dạng U90 đó. 83, 82 này là 83 rồi. Dạ, chứ lát ra tụi con nhuộm cho. Con nhặt cho, con nhuộm. Nhuộm hoài đó. Rồi bác Lộc đi về kìa. Bác Lộc về vô chuẩn bị vô mâm bà con của bác ơi. Được nửa đầu cái nào dự bác gái xong cái rồi quay thành quả. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 2024.